Vâng. Nhà này đang cho thuê thời gian siêu lâu dài. Sao anh chị không có sức mà thuê thôi nhà này. Ở dưới này quá. Thì anh chơi được 3 quá mà. Ở dưới này gần như là tiếp khách các thứ. Kiểm tra lại đồ đạc trên đấy đi xem tình hình nào, sao lại hôm nay lại thiếu kẹo, hôm qua thiếu kẹo, hôm nay lại bảo mình thiếu đồ. Đi làm đấy. Thử kiểm tra kỹ đấy, thử kiểm tra kỹ này đi, nếu thiếu cả nhà lấy, gọi ông. Thì thấy ngày xưa mà chị làm sao mà như bây giờ thì có mà nó lại thành tất cả các khu này cần có ban công hết, rất thoáng luôn. Vâng, tí nữa cháu xuống cho đóng cửa ạ. Mười tám rưỡi. Chứ cứ xem thoải mái thôi. Đây là không có người ở và không làm văn phòng, không có người cái này thì cảm giác nó thế thôi. Chứ đến cái lau chùi sạch sẽ đi cái bàn ghế vào lại nhìn khác ngay mà. Có. Không nhỏ đâu, bằng nhau. Nó bằng nhau hết đấy, không nhỏ, chia đều ấy. Có điều hòa rồi đấy. Có cửa, có đi, vẫn còn điều hòa. Vẫn còn cửa, tiếp các thông thoáng mà. Toàn ra ban công hết này. Chứ phải làm đâu, căn góc mà. Có cửa thoáng. Nó có cửa thoáng. Nó là căn góc mà. Được không? Xây rất chắc chắn luôn. Trời. Alo. Vâng. Cô hỏi căn nào lấy cô? Bởi vì cháu tụi nó nhiều căn, cô phải hỏi căn nào đấy ạ. Bảy tám chín mỹ đình nhá, căn cô căn bao phòng ngủ 2.1 tỷ đấy đúng không cô? Và chính xác căn này thì cô hỏi vấn đề gì để cháu trả lời cho. Khoảng 15 rồi. Vâng, khá là tốt bên trong vì đó là việc của bên quân đội xây mà cô. Vâng, đúng không? Ảnh thật là ảnh thật luôn nha con nhá. Vâng. Vâng vâng. Ôi, chỗ này là mái, kiểu dạng xây kiểu dạng biệt thự ngày xưa ấy.